Xin chào anh chị em nha, em tên là Sinh. Em thì chuyên giao lưu đồng hồ để bàn trong tuần của Nhật nha anh chị em. Hôm nay thì em xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ để bàn của Rhythm nha. Thì xin giới thiệu anh chị em là con này là hàng mới chưa sử dụng luôn. Còn nguyên thùng chất hướng dẫn này do trong lúc vận chuyển nó bị rách cái hộp chút xíu anh chị em. Hàng mới chưa sử dụng thì xin giới thiệu thông tin với anh chị em là con này là thuộc dòng cao cấp nha anh chị em. Đó. Thì tiếp theo thì em xin là mở cái hộp ra. Để lát nữa em sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết cái thông tin đó là nào hàng cao cấp nha. Thì đây. Đây là cái bên trong cái hộp nha anh chị em. Đây còn cái phiếu bảo hành hay gì nè. Đây, phiếu bảo hành nè ha. Đó, sách hướng dẫn sử dụng nè ha. Sách hướng dẫn sử dụng nhìn cũng rất là cao cấp nha, bằng cái giải bóng luôn. Đó. Thì tiếp theo thì mình xin lấy cái đồng hồ ra. Cái đồng hồ được bọc trong cái bao giải nhìn rất là giá trị nha anh em. Đây. Đó, thì ở đây nó còn 3 viên pin luôn nha anh em. Đó, thì tiếp theo thì em xin lấy cái bao giải đó luôn. Đây. À, con này nhìn rất là sang nha anh chị em. Đó. Thì tiếp theo thì em xin quay cái mặt lưng ra sao đi. Đây. Thì cái này là thông tin với anh chị em là do cái này là hàng ở bên người dùng, đó là do cái hàng là tặng. Thì thường bên Nhật nó có những cái sản phẩm quà tặng nó thường dán những cái chữ ngoài sau này ha, chủ đó nó đã gỡ cái miếng giấy ra, miếng giấy dán ra ha, còn dính cái keo thôi chứ không có gì nha anh chị em. Nó này về chỉ có lau là hết. Thì con này là sử dụng là 3 pin tiểu nha anh chị em, 1 pin cho đồng hồ và 2 pin cho con quay. Để lắp cái nắp vào nha. Để em giới thiệu cụ thể chi tiết. Thì đây là hình ảnh chi tiết của nó nha anh chị em. Thì con này là trước tiên giới thiệu cái thước nó liên ngang là 24. Xin lỗi, ngang 17, cao 24, chiều rộng ra là 12 nha. Thân là thân gỗ luôn nha anh chị em, con này là thân gỗ. Thì con này là lúc nãy em đã giới thông tin với anh chị em là nó là thuộc dòng cao cấp. Thì cái lý do là nó thuộc dòng cao cấp là bởi vì cái con này nó làm bằng là kiểu là gỗ sơn mài nha, sơn mài của cao cấp của Italia luôn á. Thông tin của nhà sản xuất là sơn mài cao cấp của Italia ha. Đây đó, thì em xin thông tin với anh chị em là con này là giá xuất xưởng là khoảng là 110.000 yên nha. Xin nhắc lại là 110.000 yên là chưa thế đó, sau thế 10% là khoảng là 120.000. Đó, tính ra là khoảng là trên 20 triệu nha anh chị em. Thì em cũng có tham khảo tìm hiểu ở trên mạng thì có nơi là bán là khoảng là 30 mấy triệu con này nè. Con này là em cũng rất là bất ngờ luôn, nhưng mà em sau đây em tìm hiểu thì sơn mài của Ida là nó kiểu nó giá trị nha anh chị em, rất là cao cấp. Thì em xin thông tin lại cái kích thước của nó là ngang là 17, cao là 24, chiều rộng là 12. Đây, còn thân là gỗ nha, gỗ là gỗ nâu bóng rất là đẹp nha. Đó, gỗ nâu bóng piano. Đây. À. Đây thấy không anh chị em, thấy không, cái hoa văn, những cái hoa văn đây là toàn là sơn mài luôn nha anh chị em, chứ không phải là nó
kiểu như nhìn anh chị em nhìn là giống như nhựa vậy nha, nhưng mà nó là hoa văn là sơn mài trên cái vật liệu là gỗ luôn. Đây, đi gần lại cho anh chị xem đó, cái màu vàng nhìn rất là sang nha, nhìn rất là giá trị. Cái này không biết sơn mài chất liệu như thế nào nhưng mà giá với sữa nó rất là cao nha anh chị em. Xin nhắc lại là con này là trên 20 triệu này, thấy không anh chị em, nhìn thấy những bóng da hoa nó sơn mài trên cái nền gỗ ha. Gỗ có những cái đường vân rất là đẹp nha, gỗ nâu bóng có những cái đường vân nè ha. Ha, anh chị em thấy không đó. Này thì cái này có anh chị em nào mà có cái thông tin chuyên sâu về cái lĩnh vực mà sơn mài thì anh chị em sẽ biết cái giá trị, cái nắm được cái giá trị của nó ha. Đó, xin nhắc lại thông tin lại là sơn gỗ của sơn mài của Italia nha. Thì đây tiếp theo thì là cái mặt này là mặt kính này, nó có in cái đường viền đây nữa ha, chịu chán gương đây ha, rất là đẹp nha, nhìn rất là sang. Đây nhìn quay từ xa nhìn rất là sang nha anh chị em đó. Thì cái mặt đồng hồ đây nè, cái mặt đồng hồ là nó kiểu như là nó dập nổi lên nha, kiểu như là có một cái lớp nhựa bóng ở ngoài nó dập nổi lên luôn. Cái mặt đồng hồ nhìn rất là giá trị này anh chị em thấy không, bên trong nó có cái viền màu vàng rồi cộng với biểu tượng Rhythm nữa ha, màu vàng luôn đó. Đây đó. Thì con này anh chị em có thể là lên mạng là tự tìm hiểu là cái mã của nó nha. Cái mã của nó là 4HG786HR06 đó, anh chị em có thể tra cái mã nó là nó ra thôi. Rhythm 4HG786HR06. Thì tiếp theo thì em xin giới thiệu con này, nó cũng là dùng 4 cái viên pha lê là bằng Warocki luôn nha anh chị em. Đây anh chị em thấy không, pha lê Warocki luôn đó. Thì cái vật liệu là ngoài cái vật liệu gỗ sơn mài đó, thì nó còn thêm trang trí thêm cái pha lê Warocki nên làm cho cái đồng hồ rất là giá trị nha. Này anh chị em thấy cái màu không, cái màu trắng cái... này anh chị em thấy cái pha lê nó rất là đẹp không đó. Anh chị em thấy nó chiếu rất là đẹp nha. Đây quay từ trên xuống dưới cho anh chị em xem đó. Đó, thấy không anh chị em, thấy mờ mờ nó chiếu rất đẹp nha. Rồi xin quay hang lại một lần nữa cho anh em xem. Thì em xin nhắc lại là con này giá xuất xưởng là tương đối cao nha anh chị em, tầm là vào 110.000 yên chưa thấy, sao thấy là khoảng 120.000 là trên 20 triệu, làm gì khoảng là gần 30 triệu đó. Thì em cũng xin thông tin lại là cái con này là ở Việt Nam mình có chỗ bán luôn, họ bán là khoảng, thông tin em tham khảo là bán tầm 30 mấy triệu đó. Đó, thì con này xin nhắc lại là sử dụng là 3 pin tiểu đó, sử dụng pha lê Warocki cho con quay có 4 viên ha. Đó, đây thì em xin giới thiệu anh chị em lại con đồng hồ để bàn của Rhythm để anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn và xin chào anh chị em.